vàng đưa con lên bờ vui. Chúng con vì mê muội chưa từng có cơ duyên nên đã thường vụng dài để hạt giống dần hờn mỗi ngày tươi tắm mãi. Trong chiều sâu tâm thức những hạt giống buồn phiền mỗi khi phát khởi lên thường gây ra đau khổ cho bao nhiêu kẻ khác và cho chính thân con. Theo lời dạy Đức Phật bắt đầu từ hôm nay, con xin dâng lời nguyện mỗi khi tâm giận hờn, con sẽ nhớ trở về nương vào hơi thở sâu, vào bước chân chánh niệm để chăm sóc thương yêu, để hộ trì nhận diện những tâm hành khổ đau. Con nhớ tập nhìn sâu để thấy được bản chất của tâm hành sân hận. Vâng lời Đức Thế Tôn, con hộ trì tâm ý, nguyện sẽ không nói năng và cũng không hành động. Một khi trong tâm con cơn giận hờn vẫn còn, xin thực tập quang chiếu để thấy được cội nguồn của niềm đau nỗi khổ. Sợ gì con khổ đau vì hạt giống si mê và hạt giống dần hờn, trong con còn quá lớn và người làm con giận là người nhiều đau khổ. Người ấy cũng chưa từng biết quay về bao hồ, chưa từng biết chuyển hóa những tập khí trong tâm. Quang chiếu được như vậy, con sẽ làm phát sanh hiểu biết và chấp nhận, và con sẽ có thể giúp được cho người kia tu tập để chuyển hóa những khổ đau trong lòng. Đức Thế Tôn thường dạy điều phục được dâng hơn là đạt tới chiến thắng một lần cho cả hai. Con nguyện siêng thực tập mong báo đáp hồng ân, cầu lượng từ tám bảo nhiếp thọ và hộ niệm để chúng con vượt xa bên bờ cõi lạc bán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Nam Mô Đại Bi Quang.